Đây thì mình sẽ có một cái tờ giấy để phân tích làn da. Video hôm nay thì sẽ là về một cái brand tên là Skin Fit. Bình thường thì mình rất là thích thay đổi skincare vì là một người rất là thích trải nghiệm nhiều product nhất có thể. Tuy nhiên thì dạo này mình hay bị nổi mụn ở đây, thì đó là tại vì mình tập gym mà tại mình tập hơi nặng quá nên là mồ hôi nó chảy xuống cái vùng này mà mình đeo khẩu trang nữa nên là mình đã bị mụn. Cái skincare routine hiện tại của mình á, mình cảm giác là nó vẫn làm công việc đầy đủ cho mình nhưng mà nó không có quá là effective ở trên cái phần da này của mình. Do đó là hôm nay mình muốn sử dụng Skin Fit để trải nghiệm xem là cái routine được customize từ bác sĩ da liễu thì nó có khác cái routine hàng ngày của mình không. Đầu tiên thì Skin Fit sẽ gửi cho mình một cái bao thơ và một cái túi đựng cái lens. Thì cái lens này tí nữa mình sẽ soi da của mình và sau đó chụp hình lại và gửi cho bác sĩ da liễu. Thì cái process nó rất là dễ, để mình coi những cái step ở trong đây nha. Thì mình chỉ cần mở cái phong bì này ra. Cái step đầu tiên là mình sẽ mở nắp ống kính và tháo lớp phim màu trắng ngà. Sau đó mình sẽ gắn vào camera sau và áp ống kính vào da, chụp 5 tấm hình cận mặt, trán, mũi, khóe miệng và cằm. Tiếp theo đó thì mình sẽ scan một cái QR code ở phía bên dưới này. Sau khi scan cái này xong thì cái đường link của cái QR code này sẽ dẫn mình đến một cái website. Thì ở cái website này bạn chỉ cần điền tên, số điện thoại mà bạn lúc mà bạn đăng ký ngay từ đầu với SkinFit á, thì bạn chỉ cần điền cái phần đó vào. Sau đó thì sẽ đến một cái trang tiếp theo thì mình sẽ upload những cái tấm hình của mình lên, những cái hình mà hồi nãy mình chụp cho mặt, trán, mũi, khóe miệng và cằm á. Bạn chỉ cần up 5 tấm hình đó và submit. Sau khi submit thì mình sẽ đợi bác sĩ da liễu từ 1 tới 2 tuần thì bác sĩ da liễu sẽ gửi cái full skincare routine về cho mình để mình trải nghiệm. Mong muốn của SkinFit là mang đến trải nghiệm thoải mái nhất tại nhà với tiêu chí lựa chọn phù hợp nhất là lựa chọn tốt nhất. Và 2 tuần đã trôi qua và mình vừa nhận được package từ SkinFit. Đây là package mà mình mong chờ nhất, tại vì đây sẽ có một cái chu trình skincare được customize riêng biệt cho mình. Nên là hôm nay mình sẽ unbox và trải nghiệm cho các bạn xem là trong cái package này thì nó sẽ có gì nha. Nhưng mà mình sẽ có một cái hộp. Đây là hộp, mình nghĩ là sẽ có những cái sản phẩm ở trong đây. Xong sau đó là một cái bức thư. Đây thì chắc sẽ là cái skincare routine mới của mình. Và lớp cuối cùng đó chính là một rất là nhiều mask. Dù mình đang rất là hào hứng để mở cái hộp sản phẩm để xem là trong đây có những sản phẩm gì, tuy nhiên thì mình nghĩ là mình sẽ mở trước cái giấy hướng dẫn. Và ở đây thì mình sẽ có một cái tờ giấy để phân tích làn da. Là sau khi mình đã đọc hết những cái làn da của mình ở trên đây thì là da của mình là da nhạy cảm. Ở trên trán, ở trên má và trên mũi là nhiều da chết và thiếu độ đàn hồi trên da. Nên là ở trong này thì bác sĩ có chia ra là có thể là làm sạch là sẽ có 2 sản phẩm, dưỡng da là đến 4 sản phẩm, và tẩy da chết và mặt nạ thì sẽ có 3 sản phẩm. Thường mình nhớ là lúc mà mình ở Mỹ á, là mình cũng thử một cái customized routine thì nó chỉ tầm 3 sản phẩm thôi, nó không có được nhiều như thế này. Và cái này là bác sĩ phân tích rất là kỹ. Ở bên kia, ở bên Mỹ thì người ta chỉ phân tích kiểu cả khuôn mặt thôi, người ta không có chia thành vùng như là vùng trán, vùng má, vùng mũi, vùng cằm như thế này. Nên mình thấy cái routine này nó sẽ là dành riêng biệt cho mình và mình hy vọng là sẽ có kết quả tốt từ cái chương trình dưỡng da này. Tại cái chương trình dưỡng da này thì nó chỉ có trong vòng 2 tuần thôi. Đến với phần đầu tiên là phần làm sạch thì mình sẽ có 2 sản phẩm. Một sản phẩm là dành cho buổi sáng và một sản phẩm dành cho buổi tối. Thì buổi sáng sẽ dịu nhẹ hơn và buổi tối sẽ là sạch sâu hơn. Tiếp theo đến phần dưỡng da thì mình sẽ có 4 sản phẩm. Một cái là serum và 2 lotion. Một cái là lotion là sẽ sử dụng cho vùng mũi và cằm, và một lotion là sẽ dùng cho vùng trán và má. Mình thấy một cái concept này rất là hay, tại vì nhiều cái vùng da trên mặt của mình á, giống như là vùng T-zone á, nếu mà bạn là da hỗn hợp thì là vùng chữ T là cái vùng da dầu và cái vùng còn lại là vùng da khô. Nên là mình cảm thấy là nếu mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà nó phù hợp cho từng vùng á thì hiệu quả nó sẽ tăng nhiều hơn. Và đến phần cuối cùng là phần mặt nạ và tẩy tế bào chết thì mình sẽ có 2 chai. Đó chính là một cái là cleansing oil để mình có thể tẩy make up mà không là make up đậm, và một cái là scrub gel để mình tẩy da chết. Và mặt nạ thì hồi nãy mình có cho mọi người xem là mình sẽ có 10 miếng mặt nạ dưỡng ẩm, sẽ có citric acid và vitamin C để giúp dưỡng trắng da và cung cấp độ ẩm cho da. Dựa trên cái tờ hướng dẫn này thì mỗi ngày mình sẽ có một cái routine hoàn toàn khác nhau. Buổi sáng thì tất cả buổi sáng đều là giống nhau hết,
Tuy nhiên buổi tối á, là sẽ có những ngày mình sẽ sử dụng mặt nạ nè, và có sẽ có những ngày là mình sẽ sử dụng tẩy tế bào chết, nên là nó sẽ khác nhau. Do đó mình sẽ thử một cái routine trong vòng 7 ngày để cho mọi người cùng xem, và mình sẽ insert liệu trình của từng ngày ở đây để mọi người có thể theo dõi là những sản phẩm bác sĩ và chuyên gia da liễu recommend cho ngày đó là gì. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thử 4 sản phẩm đầu tiên cho buổi sáng ngày hôm nay nha. Thì đã là ngày thứ 6 mình sử dụng skincare, và mình vừa mới tập gym về và mình phát hiện ra là có một chai cleansing cream chỉ dành kiểu nhẹ nhàng khi mà không có makeup. Đây là texture của cái cleansing cream này. Hôm nay có một cái em mà mình rất mong chờ, đây là tẩy da chết. Đó, cái này là tẩy da chết nhưng mà cái hạt scrub của nó rất là mịn và mùi siêu thơm luôn. Đó. Cái này thì làm mình nhớ tới những cái gel tẩy da chết của Nhật á, mà nó siêu lành tính á. Cái này rất là giống cái gel tẩy da chết của Nhật. Đối với tẩy da chết thì mình chỉ lướt nhẹ trên da như thế này thôi, và đừng có tạo áp lực trên da của mình, tại vì như thế nó sẽ bị xước da. Và cái phần mũi thì sẽ là cái phần chú ý nhất. Cái này là hôm nọ mình có một cái mụn thịt, nên là mình phải đi đốt ra, nên là bây giờ nó sẽ có sẹo. Mình tẩy da chết cũng khá là ok rồi, và bây giờ mình sẽ rửa mặt và bắt đầu với chương trình skincare như bình thường. Hello mọi người, sau một tuần sử dụng thì mình đã có một cái review tổng quát và chương trình dưỡng da của SkinFit cho mọi người rồi đây. Điều mình thích nhất trong skincare của SkinFit là có một chương trình dưỡng da riêng biệt dành riêng cho mình và từng sản phẩm dành riêng cho từng vùng da để hợp với da của mình hơn. Sau một tuần sử dụng thì mình thấy da mình có căng lên và sáng lên. Lúc mà mình bắt đầu sử dụng là ngay cái tuần đó là cái tuần đến tháng của mình, nên là những cái vùng cằm của mình nổi mụn lên tới rất là nhiều, và mình thấy là sau khi sử dụng cái chương trình này thì những vết thâm mụn nó lành nhanh hơn bình thường. Cái như là dạo này thì sau một tuần rưỡi sử dụng thì hầu như là vết mụn nó đã hoàn toàn lành đi rồi. Và dù chương trình skincare chỉ diễn ra trong khoảng 2 tuần thôi, nhưng mà mình thấy là cái product
ở trong cái package group rất là nhiều, nên là mọi người có thể sử dụng đến khoảng 1 tới 1 tháng rưỡi vẫn sẽ còn product cho mình. Nên là mình thấy cái đó là một cái plus rất là tuyệt vời từ Skinfit. Tất cả sản phẩm của Skinfit đều là từ thiên nhiên, nên là đa số các sản phẩm đều không có mùi, và nếu có mùi thì nó cũng sẽ rất là nhẹ nhàng và là mùi tinh dầu. Nên là những bạn mà không phù hợp với mùi hương hay là dễ mùi hương thì có thể sử dụng Skinfit rất là tốt. Và ba sản phẩm mình thích nhất trong chương trình skincare của Skinfit đó chính là cái Tea Tree Foam Cleansing. Đây là sữa rửa mặt từ tea tree, nên là làm sạch da của mình rất là nhanh và hỗ trợ mình trong việc trị mụn ở cái vùng cằm nhỏ như mình có nói. Tiếp theo là cái serum, mình cảm giác là serum này là kiểu cấp ẩm đủ cho da, và xài buổi sáng hay là buổi tối thì da cũng đủ ẩm và nhìn rất là căng bóng. Và sản phẩm cuối cùng là sự dưỡng ẩm Moisturizer, thì mình thấy là xài cái này cái lỗ chân lông của mình được mịn đi rất là nhiều và cái mùi siêu siêu dễ chịu. Nếu mọi người biết là mình rất là thích cái nước hoa hồng của Thayers thì cũng làm từ Moisturizer, nên là đó lý do tại sao là mình rất là thích cái sản phẩm này vì rất là dịu nhẹ cho da và mùi hương thì thoang thoảng rất là thơm. Mình rất thích là sản phẩm này. Tiếp theo đây là những cái điều mà mình hy vọng Skinfit sẽ có trong tương lai, đó chính là trong cái package của Skinfit thì có đến 2 sản phẩm là sản phẩm tẩy trang, nhưng mà lại không có sản phẩm nào là sản phẩm nghiêng về toner hay là kem chống nắng. Nên là nếu mà có thể thay đổi một trong 2 sản phẩm tẩy trang thành toner hoặc là kem chống nắng thì điều đó sẽ rất là tuyệt cho mọi người, sẽ đỡ hơn phải là xài một cái toner riêng hay là một xài một kem chống nắng riêng. Và một điều nữa mình hy vọng Skinfit có thể thay đổi một chút đó chính là cái mặt nạ. Mặt nạ của Skinfit thì có một cái mùi kháng khuẩn, tuy là mình biết là nó rất là tốt trên da nhưng mà nó hơi nồng hơn mùi mặt nạ bình thường một chút, nên là khi sử dụng thì mình thấy nó hơi khó chịu, cái mùi hương nó hơi khó chịu. Do đó mình hy vọng là mặt nạ của Skinfit kỳ sau thì sẽ có cái mùi hương dễ chịu hơn cho người tiêu dùng. Sau 1 tuần rưỡi sử dụng thì mình rất là thích trải nghiệm cá nhân mình đối với Skinfit, tại vì da mình làm mụn rất là nhanh, mờ thâm nhanh và căng bóng, và điều mình yêu thích nhất là nó không gây bí tắc lỗ chân lông của mình và nhìn da nó kiểu glow rất là tự nhiên. Nên là mình rất là thích cái chương trình dưỡng da này, và chương trình dưỡng da này tuy nó chỉ diễn ra trong vòng 2 tuần thôi nhưng mà nó đã giúp làn da mình hồi phục rất là nhanh sau cái đợt mụn cũ kỳ trước và cái đợt mụn của cái lần đến tháng kỳ này. Nên là mình sẽ cho Skinfit 2 cái thumbs up. Ta đồng. Thường lệ mình sẽ để hết thông tin của sản phẩm cũng như là thông tin của brand Skinfit ở dưới description box cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay và hy vọng video này sẽ hữu dụng với các bạn đang muốn thử và trải nghiệm Skinfit. Và hẹn mọi người trong video tiếp theo nhé. Bye bye.